Hôm nay là gần giữa tháng 11 rồi, là lúc mà để thu hoạch cái trái ginkgo biloba, hay gọi là trái bạch quả. Trái ginkgo này nó không có sẵn sàng cho chúng ta thu hoạch cho tới lúc nó chín rộ trên cây như thế này và lá vàng và rụng hết. Lúc đó thì nó đã chín rồi, thường thì người ta để cho nó rớt xuống đất rồi đi lượm. Như vậy thì nó sẽ mất thời giờ lắm. Thủy sẽ dùng một cái cây kéo những cái trái chín xuống cho rớt trên một tấm plastic, rồi Thủy sẽ gom lại. Như vậy nó sẽ là nhanh hơn. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi hái trái ginkgo biloba hay là trái bạch quả. Trái này thì nó chín vào giữa tháng 11 như thế này. Thường mỗi năm thì là trời đã lạnh và có tuyết rơi rồi, nhưng mà năm nay đặc biệt trời rất ấm, cho nên coi như cái đó là một phần thưởng cho cây khô của Thủy ở năm nay. Xin mời quý vị cùng Thủy thu hoạch trái bạch quả.